Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vuông Phạm TV. Và ngày hôm nay trên vai của Vuông thì có 7 tấm pin năng lượng mặt trời để cho bà con thắp sáng những buổi tối của chú anh chị. Thì ngày hôm nay là Vuông phải đi qua hết một cái con đường. Tại vì cái đường này á là xe máy có chạy vô được. Nói chung là chạy xe không thì được, mà chở cái này á là nó rất là nặng luôn cô chú anh chị. Thì nó rất là nặng thì mình chở cái pin năng lượng mặt trời này thì nó đi vòng á thì nó sẽ bể đi, hư đi thì bà con không có mà để xài nữa. Thì bây giờ thì Vuông xin mời cô chú anh chị và quý vị cùng đồng hành với Vuông để mang đến cho bà con những cái phần quà và cái quá trình cái con đường của Vuông đi như thế nào nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vuông nha. Về ha chú. Dạ. Trời ơi, chú rẫy ở đây gần không? Vậy hả? Trời ơi, thì chú này cũng rẫy rừng ở đâu trên cái đoạn núi này nè cô chú anh chị. Cái đây thì đi là một cái hành trình là nó rất là xa luôn cô chú anh chị. Wow. Thì cũng ở đây á, là Vuông chỉ ưu tiên tặng cho những bà con ở lại đó. Ở lại đêm là không có về làng thôi cô chú anh chị. Tại có một cái số người là về làng không có ở trên đây. Thì đây là bà con, cái hoàn cảnh là bà con chuẩn bị về làng này cô chú anh chị đó. Về hả chị? Trời ơi, dạ. Đây là bà con ở trên đồng bào thì bà con chuẩn bị đi về làng á. Cô đi về làng đúng không? Dạ. Chị đi về làng đúng không? Dạ. Dạ. Là mình sáng đi chiều về hay sao? Dạ. Dạ. Rồi bye bye chị nha. Và đây nữa này cô chú anh chị. Bà con cũng đi về làng này cô chú anh chị. Quá trình bà con đi như thế này này cô chú anh chị thì đá rất là nhiều luôn. Đó, Vuông sợ là đi là nó ngã bể một cái là khô rồi luôn cô chú anh chị. Đường nó rất là gồ ghề luôn, toàn là đá không. Những cái đá này này mà mình chạy á, là không cẩn thận là nó sẽ bể lóc máy luôn cô chú anh chị. Cái này là Vuông đi hết nửa hồ ở nha. Vuông đi qua một cái mặt phía bên kia luôn. Mới tới được bà con. Và mấy cái năng lượng mặt trời này á, thì Vuông cũng đã sạc cho bà con rồi. Thì mình sạc cho nó đủ pin á, để cho bà con thắp sáng. Tại nhiều bà con ở trên núi cao, có những hộ mà ở trên cái đỉnh núi kia luôn. Thì cái đỉnh núi đó là Vuông không có, nếu mà đi trong vòng một ngày á thì Vuông đi không kịp đó. Cái đó là Vuông đi là Vuông phải ở lại nữa. Có số bà con là đi xuống đây và ở nhờ bà con đây rồi họ lấy lên đó để lắp ráp. Wow, nặng quá, mình phải nghỉ mệt tới xíu cô chú anh chị. Rớt đầy nước à. Để đó tí nữa. Lần sau, bây giờ đuối quá rồi. Thì ở đây đường đá gì không à. Mình chạy không mà cũng hơi khó rồi. Mà mình chạy mà chở đồ nữa là thôi rồi luôn. Wow.
Rồi buổi trước á, thì Vương cũng đã tặng cho bà con được 3 cái rồi. Còn 7 cái của cô Tư ở Bình Dương gửi tặng cho bà con. Thì cũng một lời cũng cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Thì có cô Tư thì có bà con có một cái ánh sáng để thắp sáng những buổi tối. Thì cô chú anh chị nghĩ sao, ví dụ mà ở trong một cái bóng tối đây, toàn là rừng không, núi không, không có một cái gì mà để có một cái ánh sáng hết đó cô chú anh chị, mà phải sống trong này không. Thì cũng có một số người á là đủ điều kiện, gọi là đủ điều kiện, nói chung là giàu thì không có giàu, là sáng đi rồi chiều về với gia đình. Còn những người già sống neo đơn ở trên này thì không có ai chăm sóc, mà về làng thì họ đi không nổi, thì họ chỉ sống ở trên này thôi. Thì mới sống được ở trên này là có những cái gì ăn cái đó, có lá đu đủ ăn lá đu đủ, có trái đu đủ thì ăn trái đu đủ, có những cái rau rừng gì họ ăn cái đó thôi cô chú anh chị. Thôi mình đi tiếp. Ê. Cầm chai nước đi theo mà để uống cô chú anh chị. Nhưng mà Vương cũng có mấy cái này rồi á, năng lượng mặt trời á, thì Vương cũng rất là vui. Thì Vương vui là bà con là chuẩn bị có cái ánh sáng những buổi tối rồi. Thì cái những cái tập trước á, Vương đăng tải lên cho bà con xem á, là có nhiều người là đã 50 năm rồi, có nhiều người 30 năm, ba mươi mấy năm là chưa thấy ánh sáng trong những buổi tối đó. Mà bây giờ thì có những cái ánh sáng này rồi, bà con rất là mừng, bà con rất là vui luôn cô chú anh chị. Và ở đây nó có những chú heo rừng nữa rồi cô chú anh chị. Hả? Trời ơi, heo rừng và bò. Thì những số nhà thì ở đây thì có điều kiện thì họ có đầy đủ rồi, thì mình không có ghé tới thôi. Còn mình ưu tiên cho những người già và sống neo đơn thôi cô chú anh chị. Ột 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 ột. Những chú heo chạy kìa cô chú anh chị. Gọi là heo này heo rừng, heo rừng mà bà con nuôi nha cô chú anh chị nha, không phải là heo tự nhiên. Heo tự nhiên thì không có đâu cô chú anh chị. Và giờ này còn có nhiều người phía bên kia kìa, bắt ốc kìa, anh zoom lại cho cô chú anh chị xem nè. Đây này, đó, đó, vẫn còn người bắt ốc này để kiếm sống và ăn uống mỗi ngày. Đó. Thì bà con những bà con ở lại cô chú anh chị và để bắt ốc mà kiếm ăn. Ây da. Và có những chú bò, hơn là bữa đây là mình không mặc áo đỏ cô chú anh chị. Nếu mà mình mặc áo đỏ là những chú bò dí mình chạy không kịp luôn đó, cô chú anh chị.
Và đây là bữa đây là chuẩn bị tới mùa điều rồi, thì bà con chuẩn bị đi hái điều của cô chú anh chị. Nhưng mà năm nay á, bà con thất thoát rất là nhiều luôn, điều nó không ra trái dẹt bao nhiêu. Và tại vì lúc đó là nó ra bông á, là không có nước đồ á, nó không có bổ sung cho cây. Và bây giờ thì cây nào cây nấy cũng là khô cằn không. Cái nào cái nấy là khô cằn không à cô chú anh chị. Thì phải trời ơi, đuối quá. Này thì mình gần tới rồi, mình phải băng qua cái con sông này này. Đó, băng qua chỗ đây này, mình qua bên lõm đất bên kia thì mình mới tới chỗ được. Nhưng mà mình tới ngay chỗ cái tảng đá này mình nghỉ mệt tí. Đúng quá cô chú anh chị, nó rất là nặng. Và bà con đào những cái hố này này. Cô chú anh chị biết cái hố này đào để làm gì không cô chú anh chị? Cái hố này á, là ví dụ mà đào á, là nếu mà cái lúc mà nước lên á thì bà con sẽ đào trùng và bỏ cơm hoặc là gì đó là bỏ vô trong hố này, thì nước thủy triều nó sẽ rút đi, thì mới những chú cá cua này kia nọ sẽ nằm ở trong cái hố này. Thì mình đi dọc dọc ở đây thì hố rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị nha. Mình sẽ nghỉ mệt ở đây một tí xíu đi. Và đây này, những cái hố này của chú anh chị rất là nhiều luôn, 1 2 3 4 5 6 7 và ra tới ngoài kia luôn. Và cái khúc ở trong này rất là nhiều luôn. Đó, là bà con để bắt thêm cua cá. Khát nước quá, mình phải uống miếng nước á. Nhưng mà thời tiết bây giờ cực kỳ nóng luôn nha cô chú anh chị nha. Thì nãy giờ Vương cũng nghỉ mệt rồi, giờ Vương sẽ đi tiếp nha cô chú anh chị. Mình thấy ê ngừ rồi á. Thôi đây. Thì giờ này là bà con lại về nữa cô chú anh chị. Đỡ nữa hai anh em chia ra nhau mà bắt nha. Em bắt mấy cái, em bắt mấy cái nha, cho nó tranh thủ xong. Chỉ có một mình một hoàn cảnh ở trên núi, đỉnh núi kia thôi, cao quá thì mình không có bắt được thôi. Đó, ở đây này, những cái hố đây này của chú chị, những cái hố đây là bà con đào để bắt cá này. Và đây nữa này. Thank you.
Và ở đây này là nước rút xuống mà nó còn khô cằn luôn cô chú anh chị. Về anh chị. Dạ. Ôi ơi, bà con chở đứa bé nhỏ xíu à. Dễ thương ghê chưa. Giờ này chưa có ai luôn cô chú anh chị. Đỡ 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 phụ em nha. Một cái cảm giác mà mình nói thiệt cạn lời luôn, không thể tả nổi luôn cô chú anh chị. Bây giờ thì mình tháo ra, mình lắp ráp lại, rồi chờ bà con xuống, rồi mình tặng cho bà con mỗi người một cái nha. Đổi nữa thì sợ làm nó tối của chú anh chị. Nó tối là mình không có thể là mình làm kịp luôn á. Tới đây là một cái cảm giác mà nó nặng hơn mình vác gạo của chú chị. Vác gạo thì còn tí xíu thở nó mềm, còn này nó cắn cái lưng mình á, nó ê ngừ luôn. Chỉ là vuông tặng cho những người già sống neo đơn và những người sống ở trên núi này thôi nha cô chú anh chị nha, không tặng cho những người mà về làng và không ở trên đây. Thì nếu mà không ở trên đây mà mình tặng thì bà con rất là phí. Nãy mình cột kỹ quá. Okay.
Và đây là anh Cường lại phụ quân cái hành trình này. Cái đầu mót nào là để đầu mót riêng nha anh nha. Bỏ qua. Anh cứ lấy ra đi, anh cứ lấy ra để ngoài đó đi. Rồi để em ráp pin chưa. Không không. Anh mở ra, anh mở ra, anh đừng có ụp ụp vậy. Đó, anh ụp vậy nó sáng á. Rồi. Đúng rồi. Anh tháo ra hết đi, anh tháo ra hết đi rồi rồi mình làm luôn một lần. Cái nào cho nó rộng cái đó, gọn cái đó luôn. À thôi. Bây giờ là sáng đã. À. Rồi. Vậy là cái đầu mod này là điều khiển được hết tất cả mọi cái luôn. Đây này. Sáng này. Sáng này. Sáng này cô chú anh chị. Không biết cô chú anh chị có thấy không? Đây, tắt này. Tắt này, tắt này. Vậy là Vuông thưởng là cái nào ra cái nấy. Vuông sợ lộn cái đầu mót. Thì ra là cái nào sử dụng chung cũng được cô chú anh chị. Ủa, ốc của nó đâu ta? Hả, đây nè. Anh khui mấy này ra hết đi. Cái nào làm cái đó cho nó gọn. Không, anh khui ra đi. Rồi mình chờ bà con tới nữa là vừa. Vì đầu mót xài chung không sao, mình không có sợ gì nữa. Đây, cái này là mình sạc cũng đầy pin rồi cô chú anh chị. À, mình gắn nữa là đỡ nữa là mình ôm từng thùng đi là ok luôn cô chú anh chị. Rồi mình ráp từng nhà nữa là xong. Cái tấm pin này nó sáng. Đúng rồi. Ập lại như này. Đúng rồi. Ái đồ. Nó là vậy mà. Ập lại nó sáng ta. Ừ. Dỡ lên. Ủa dỡ lên vậy này nó không sáng. Dạ. Anh dỡ cái kia lên kìa. Giờ mình thử nha. Sáng, sáng. Sáng. Sáng, rồi ok. Thì mình sạc đầy pin hết luôn rồi cô chú anh chị. Và bây giờ mình ráp pin nữa. Wow. Tại vì mình đi giờ trưa á, có số bà con ở trên núi cao á không có xuống được. Và mình sẽ quay tận cảnh cho cô chú anh chị xem luôn là những buổi tối bà con sống như thế nào, rồi cuộc sống của họ như thế nào. Hả? Thì chỉ là một bầu trời mù mịt thôi cô chú anh chị. Mình thấy là rất là xót xa và đáng thương luôn cô chú anh chị. Tập dưới lại nó sáng ha. Anh lật lên, anh lật lên. Cái chừng nó ấy á. Anh cứ lật lên đi, lật lên mình ấy đó.
thì cũng may là có anh của mình là thầu xây dựng thì cũng cùng đồng hành với Vương xây dựng nhà cửa ở tỉnh Ninh Thuận của chú anh chị. Và anh ngày hôm nay thì anh nói thôi để anh đi phụ cho, còn không thôi là Vương đi một mình cô chú anh chị. Thì mấy bữa giờ thì Vương cũng đi lủi thủi một mình thôi để giúp đỡ cho bà con có một cái đèn, một cái ánh sáng. Xong cái này cái nào cho nó kiếm. Anh lấy mấy cái đầu mót đưa qua cho em đi. Này. Một. Rồi em ráp đầu mót vô cái nữa. Rồi xong. Như đó thôi. Và đây thì Vuông cũng đã chuẩn bị xong hết rồi cô chú anh chị. Đây này. Đó. Là những cái ánh sáng là Vuông mang tới cho bà con. Và giờ này cũng tối rồi thì bà con đang xuống rồi cô chú anh chị. Thì bà con đang xuống và để nhận được những cái phần quà của quý vị Mạnh Hùng Vân. Bà con cứ đi lang thang ở trên núi đi xuống thôi cô chú anh chị. Thì bà con cũng đã tới đây rồi. Bà con ở khu vực đây thì sống ở đây. Đó. Đây. Mấy cô thấy sao? Thấy sáng thì... Nào, vô. Thấy sáng không? Đó. Ngày hôm nay thì cũng đây là những cái món quà của cô Tư ở Bình Dương. Thì tất cả cô chú có một lời nói nào với cô Tư không ạ? Có hả? Rồi mình nói cái gì? Cảm ơn cô Tư. Dạ. Ở Bình Dương. Đã tặng cho tôi. Đã tặng cho chúng tôi. Một cái đèn năng lượng mặt trời. Một cái đèn năng lượng mặt trời. Đó. Bà con thấy vui không? Vui. Đó. Rất nhiều. Rồi rất nhiều luôn ha. Và bây giờ bà con cứ tận hưởng một cái ánh sáng nha. Đó. Bà con thấy sáng không? Đẹp lắm. Đẹp không? Bà con thấy đẹp không? Đẹp. Đó. Bà con có thích không? Thích chứ. Dạ. Thì hả? Có ánh sáng thì thích chứ. Dạ. Thì bây giờ là con em chỉ cho anh cái sử dụng luôn nha. Đây là cái remote. Cái đây này, mình bấm nút đây này là tắt này. Bấm nút đây là mở này. Ha. Đó, mình chỉ vô nó thôi. Anh chỉ nó thử coi. Anh đứng qua đây này, anh đứng qua đây. Đó. Rồi, anh chỉ sát vô nó. Không. Đó, đúng rồi, nút tắt. Đây nút mở, anh mở lại coi. Đó. Tắt, mở. Rồi, ok nha. Qua đây. Cảm ơn cô Tư. Đó, không à. Đó, và đây cái này cô cũng vậy nha. Cô bấm tắt, mở nha. Rồi con gửi cho cô. Rồi con gửi cho cô nha. Chị luôn cho nó biết. Dạ. Rồi con gửi cho cô luôn. Rồi ơi bà con phải nha. Dạ. Rồi ba, bây giờ như này. Mỗi người bấm thử nó như thế nào nha. Coi thử là bấm tắt đi. Đây, cái đèn này. Mình xoay cái đèn lại gì này. Rồi. Cái nào, bấm cái nào. Đây. Cô bấm nút đây này là mở nút trên. Đó, còn bấm nút dưới là tắt. Đó, mở lại coi. Đó, rồi tắt luôn. Đó. Biết rồi. Cô cảm ơn nha. Thích không? Thích ha. Là cô biết sử dụng rồi đúng không? Cháu chị rồi. Dạ. Và đây cô, con chỉ cho cô nha. Đây này, rồi cô bấm nút trên đây này là tắt. Là mở. Tắt này. Không, tắt dưới. Đó, đúng rồi, tắt. Đó, rồi bấm mở trên. Đó, rồi bấm nút dưới là tắt. Bấm vô. Đó, rồi cô biết tắt mở chưa? Rồi cô mở lại coi. Đó. Rồi, vậy là mình biết mở rồi đúng không? Dạ rồi. Và đây cô thấy cô vui không? Cô thích không? Vui chứ. Là cô ở đây là được bao lâu rồi?
Cô ở trên đây được bao lâu rồi? Lâu rồi. Hả? À, cô này không biết tiếng Kinh luôn cô chú anh chị, rất là đáng thương luôn. Trời ơi, và đây, đây là em trai bị sụi hai chân, bị tật hai chân đó cô chú anh chị. Đây này, cô chú anh chị xem mặt của em, dòm lên đây. Đó. Và hai cái chân của em nó cúm lại kìa. Và bây giờ thì em anh chỉ này nha. Bấm nút đây là tắt nè, bấm nút dưới, đúng rồi. Rồi bấm nút trên là bật. Đó, là tắt. Bật. Đó, bấm vô. Rồi. Thấy không? Ok ha. Đó, là em biết sử dụng rồi đúng không? Thì đổi nữa Vương sẽ lên là Vương bắt cho tất cả bà con luôn. Đó, và đây chú. Đây, chú bấm nút đây này là bật. Nút đây à? Dạ đúng rồi. Đó, sáng không? Sáng. Rồi, rồi nút dưới là tắt. Tắt ha? Dạ. Rồi. Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Đẹp ha? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình bật lại sáng lại coi. Sáng nghe, bật lại nghe. Dạ. Rồi chú thấy chú thích không? Thích thích thích. Thích không? Thích thích. Cảm ơn cô Tư nhiều. Cảm ơn cô Tư nhiều hả? Trời ơi. Thì nói chung là có cô Tư tài trợ chương trình này thì Vương rất là vui, Vương rất là mừng luôn. Thì mới có được cái món quà cho bà con yêu thích như thế này. Ừ. Và đây, tới tiếp tục là cô này. À. Rồi, cô bấm nút dưới đây này là tắt. Dạ đúng rồi, bấm vô. Ơi, nó tắt mất tiêu rồi. Rồi bấm nút này là nó bật. Đó. Đây tắt. Bật. Dạ rồi. Trao quà cho bà con. Thì bây giờ bà con phụ cô một tay, cứ xách về và con sẽ phụ và bắt cho cô chú và để cho mình có một cái ánh sáng nha. Đó, thì bây giờ đây này, mình sẵn có cái đèn này mình đi cầm mình dọi sáng luôn nha. Và đây, cô cầm như vậy này, cô cầm như này, cầm cái dây lên. Dạ, đây để con cầm phụ cô cho. Đó, mình cầm mình xách gọn như vậy này, đúng không? Đó, rồi mình xách đi luôn. Đó, thì xách về thì Vuông có một mình ông chú này là ở xa thôi, trên cao thì chú bắt á là cái này này, cái năng lượng mặt trời này là mình để ngoài nắng, còn cái này là mình để trong nhà. Thì chú tự bắt giùm con nha. Dạ. Đó. Thì có chỉ có mình chú này ở xa thôi cô chú anh chị thì mới không có bắt được thôi. Rồi đi thôi nào. Nào. Nào nào. Dạ lấy vô. Đúng rồi, mình gom cái dây lại này, cứ chừng mình giảm cái dây nó đứt bây giờ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi mình đi luôn bà con. Rồi dây để đó, dây để đó, đỡ nữa con lấy sau. Rồi. Rồi đi thôi bà con. Sao vui không? Vui á. À, còn anh này cô này thì Vuông chỉ là biết rồi thì Vuông không có chỉ nữa. Là mình tắt mở là ok rồi đúng không? Giờ là mình thấy là mình rõ luôn đúng không? À, đây này, mình thấy là sáng tưng luôn á cô chú anh chị. Mình dọi đất chứ sao dọi lên mặt đi. Mình dọi đất kìa nè, mình thấy đường mình đi chứ. Ê. Đó. Mình tắt hết luôn này, mình bật này đó. Tại vì đồ mod này là có thể là sử dụng rất là nhiều cái luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi ơi, bà con nói tiếng mà mình không hiểu cái tiếng gì luôn rồi cô chú anh chị. Bà con. À mình mừng cho nó sáng hả? Mừng sáng nói chuyện đâu có hiểu đâu. Rồi ơi, nói tiếng Kinh á, nói tiếng dân tộc con đâu có rành đâu. Dạ. Trời ơi. Đi. À, đường đây. Về hả cô? Về tối vậy? Trời ơi. Cô phải về tối.
Đó, cái này là mình thắp sáng mình đi luôn cô chú anh chị. Rồi em trai cứ cầm về nhà đi nha, rồi anh qua anh bắt cho em luôn nha. Thì đổi nữa thì hai anh em sẽ chia ra mà để bắt cho bà con, để cho bà con có một cái ánh sáng. Thì giờ này cũng là tối rồi, không biết là đổ nữa hai anh em đi ra là trễ luôn. Không biết chiếc xe máy của Vương dừng ở ngoài đó nó như thế nào. Mà tội nhất là em trai đây này cô chú anh chị. Đây này, em trai mà đi như thế này này. Đó, ôi ôi. Ôi ôi coi này, thằng em này này. Là nó đi là cái chân, đôi chân nó như gì này. Nhưng mà bà con sống ở trên đây không có một cái ánh sáng nào luôn cô chú anh chị. Ôi ôi coi tội nghiệp nhất là thằng em. Thằng em à. Ưu tiên cho bắt cho thằng em này trước. À. Mà chứ. À, bà con giải tán ra hết rồi. Đuối luôn rồi. Yeah. À, tối à em ngủ ở đâu? Ngủ trong. Em ngủ trong ha. Rồi đây để anh gắn cho. Cái nhà kia mình chưa làm xong à? Chưa làm. Chưa ha. Chưa có ai làm. Vuông mượn cái đèn của cô á. Rồi, em cầm giùm anh cái này đi. Rồi. Sao mình không làm cái nhà kia, tranh thủ làm nhà kia mình ngủ cho nó an toàn em à. Trời ơi, Quân ngồi ở đây mà Quân sợ bị sập luôn á cô chú anh chị. Rồi, xong. Rồi, thì bây giờ thì Vương đã bắt xong cái đèn này cho em rồi. Đó, để cho em tối là mình yên tâm. Rồi em biết tắt mở lại chưa? Em bấm tắt thử coi. Đúng rồi, mở luôn. Rồi, em thích không? Qua đây, qua đây. Wow, mệt quá. Em thích không? Dạ thích. À, vậy là mình học đó giờ là mình hồi nhỏ miết lớn luôn. Là bây giờ là mình có một cái đèn sáng như gì ha? Dạ. Dạ. Thì bây giờ thì Vương sẽ qua bên kia. Em ngồi ở đây nha. Dạ.
Rồi tí nữa anh qua anh đây anh nói chuyện với em tí xíu nha. Dạ. Đó, thì Vuông cũng có một cái lời gửi gắm cho em, và tí xíu nữa Vuông sẽ qua sau. Đó. Rồi em ngồi đây em đừng có đi qua nhà bà con làng xóm kế bên nha. Dạ. Rồi mất công là anh đi kiếm nữa. Đó. Đây, đây thì Vuông sẽ đi qua bên kia luôn. Rồi đi thôi cô. Ôi ôi. Ở nhà của em thì còn có mấy con gà này này. Ủa gà gà đâu hết đây, còn có nhiêu đây hửng hửng em. Ôi ôi gà còn nhiêu đây này cô chú anh chị. Rồi nó đi lạc đâu hết luôn rồi cái gì? Đúng không? Trời ơi, đi thôi cô. Chó cắn hết luôn hả? Ôi ôi tội nghiệp cho em. À trong đây con hai con hả? Đâu có con nữa đây. Dạ. Rồi mình đi luôn cô. Trời ơi tội nhất là bé nhỏ như thế này này. Này là con của cô hay là cháu của cô? Cháu. À, sao không ở chung với mẹ? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đi làm. Mẹ cháu đi làm. Ừ. Rồi đi làm không về luôn hả? Không có ai giữ. À không ai giữ rồi để cho bà giữ luôn. Bà giữ. Dạ. Yeah. Rồi nó ngủ rẫy sợ. Dạ, ngủ rẫy sợ. Sợ nói là ma nhiều quá. Dạ. Mình đâu có biết ma đâu, mà nó biết ma. Dạ. Vậy mới còn ấm qua ấm lại nè. Dạ. Ủa, ai bắt cái đèn rồi? Đó, đèn cái ông nãy. À. Rồi nói cho cái giờ. Ở dưới kia. À, nhà cô bên kia. À. Nó còn chờ đợi á. Dạ. Chờ đợi đi bắt cho ông á. Dạ. Nếu ông mới chờ ở đây. Ông chờ hả? Ừ. Ông đâu có biết bắt đâu. Dạ. Ôi. Wow. Ủa, cái nghèo à. Trời ơi. Hưởng nhà cô có rồi cho còn tính em về lại. Trời ơi mời quá. Đèn đâu có đèn kìa. Đèn dạ. Còn sáng kìa. Đâu đèn sáng đâu. Đèn kìa. À. Trời ơi, bà con mà ăn sử dụng cái đèn này nè cô chú anh chị. À. Cho con vô cái nha. Vô ơi. Ơi, đèn này sáng à. Cái gì? Ăn vậy đêm nào đêm nấy không. Ơi, coi này cô chú anh chị, cái sử dụng cái bóng đèn tí xíu như vậy thôi. À. Và trái pin này, này xài được mấy ngày? Được có nửa tháng rồi hết à. Nửa tháng hết. Vậy là cũng cầm pin dữ chứ. Ôi ơi. Làm gì gì hay hết rồi. Thấy mình về nhà thì mình mua cái khác không mua thì dạ. Ở tới vậy hả? À. Mua lại. Dạ. Tôi bảo là anh đi. Rồi bây giờ là cái đèn này mà mình bắt trong nhà hay là bắt ở ngoài cô? À, bắt trong nhà luôn ấy. Bắt trong nhà ha. Ừ. Nó sáng. Mình sáng trong nhà luôn. Bỏ ở ngoài đây đâu có sáng trong nhà đâu. Không, mình nếu mà mình bắt ở đây nè. Là nó sáng vừa sáng trong nhà mà vừa sáng ở ngoài luôn, mình đi ra vô gì luôn được không? À, được chứ. Hay là sao? Được. Hay là mình bắt trong nhà thì mình đi ra ngoài thì nó không có thấy đường. Ừ, không có thấy thiệt chứ. Đó, cô nghĩ như thế nào? Được. Con bắt cho cô luôn. Bắt ra đây luôn ơi. Bắt đây hả? Ừ. Bắt đây thì trong nhà nó tối lắm không? Tối ha. Đây nè. Tối ha. Ừ. Còn mình bắt ngay chỗ đây nè. Là nó vừa sáng trong nhà mà vừa sáng ở ngoài luôn. Vậy chứ hai mùa mưa á, nó tắt. Không đâu, mùa mưa thì cái này nó đâu có tẹt vô đâu. Cái này nó xa cả khúc luôn mà. Ừ. Vậy không được. Hay là ý của cô làm sao? Ý của cô làm sao thì con bắt cho cô. Dạ. Tại là phở lên chưa cả. Hay là bắt trong nhà thì nó chỉ sáng như đây thôi. Dạ. Nó sáng như vậy này. Ừ. Nó sáng ở ngoài chứ. Nó sáng hoài tí xíu gì được không? À, được chứ. Dạ được ha. À. Dạ rồi để con bắt cho cô như thế này. Ở ngoài thì kẻ nó. Dạ. Tối không được. Nhất là trong nhà. Dạ. À, chú phù với nè. Ôi. Ngon chưa đi. Rồi tối nay ăn cơm chưa? Chưa. Kia dạ. Còn nấu cơm kìa. Cô ăn cơm lại gì? Ăn cơm với cá khô. Cá khô hả? Ừ. Cá khô hôm bữa con gửi lên cho cô á hả? À. Trời ơi, vẫn còn luôn. Còn. Em tiết kiệm cổ đó luôn. À. Ăn hay tới khi ăn thì nấu nấu canh á, bỏ con. Dạ.
ăn có con thôi. À, ăn nhiều quá thì hết. Dạ, ôi, bà con ăn tiết kiệm ghê gớm luôn cô chú anh chị. Và bắt cái này xong rồi á, anh Cường đi qua mấy căn nhà kia rồi bắt phụ em cho nó xong rồi hai anh em mình đi về nha. À, anh em chia ra mình bắt, còn mà vuông một bắt một mình như vậy á là bắt miết sáng luôn á cô chú anh chị. Tại cái khoảng đường rất là xa, xa mà phải dạ. Đường đường á mỗi người cách ra đoạn á rất là xa, thì mình phải chia ra nhau mà bắt. Chào con. Nhưng mà điên cô thấy cô có cái đèn này cô thích không? Thích chứ. Thích ha. Ừ. Mừng chứ. Cô thích sao hồi bữa mua? Mua tiền đâu mua. Dạ. Yeah. Mua chứ. Rồi hồi bữa con gửi con tặng cho cô tiền á, rồi cô làm gì rồi? À, ăn gạo. Ăn gạo, có mua gà mua vịt gì không? Không có mua, ăn gạo không à. Ăn gạo không hả? Trời ơi sao không mua, mình để mình kiếm vốn. Mà không có đi kiếm đi rừng đi đồ miết cả ngày á. Dạ. Rồi còn lại dư thì còn tiền bữa thì đi mua gạo thôi. Dạ. Thì không mua gạo lấy gì ăn. Dạ. Là mình không có gạo là mình nhịn đói luôn đúng không? À. Là mình không có cái gì mình để ăn luôn đúng không cô? Ây da. Chị phải cho vạch ra kia ngạo kìa. Ngọc bu bọc lòn, lọt cạn. Cô đang nấu cơm hả? À, nấu gì khó vậy ạ? Nấu cơm. Nấu cơm. Cơm hả? Ừ. Ê dạ. Cô cầm giùm con cái đèn cô dọi đi. Đây là cái đèn này. Hả? À, phụ ơ mê. Nè. À. Cô vô nhà cô chỉ cho con Quân nó đắp. Được rồi, được rồi. Này, chạy đây. Bỏ cho đây. Đây. Này nó tối quá này cô chú anh chị. Mình làm kỹ càng để cho bà con. Tèo cho đây không được nè. Dạ. Đây nè. Trời nó hả? Nó không tới cô à? Không tới hả? Dạ. Mai thì bỏ lại nè. Dạ. Và mai bỏ lại ha. À. Làm đỡ đi. Dạ. Mai thì cột lại. Tối rồi, mặt mũi đâu mà thấy. Dạ. Vậy không được. Rồi đây đây đây, cái này tiếp này, tiếp nè. Để tiếp bóc cái cây nó luôn. Cái cây nó luôn. Rớt à. Không á. Xét vô trong vách luôn, xét vô vách luôn. Móc vô xét nó luôn. Dội ra. Là ý bài. Ây da. Đó. Ừ. Rồi. Cái điện, cái điện. Rồi. Rồi cha nói. Rồi. Sáng điện. Cô bấm tắt thử rồi. À, để tôi coi thử cô biết sử dụng cho nha. Quên rồi, bấm nút dưới đó, đúng rồi. Rồi bật nó lại. Rồi sao? Biết rồi. Cô thích không? Thích. Vậy mừng rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Thì bây giờ thì Vương và anh Cường thì chia ra mà để ráp cho mọi người xong rồi. Mình va bên em bị khuyết tật hai chân thì mình cũng có một món quà tặng cho em nữa. À, thì bây giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vương nha. Thôi đâu bữa đây cô ăn cơm lại gì cho con xem thử được không? Chứ hả? Đây đây đây, đi đi cô. Đâu nhà mình ăn cơm lại gì đâu? Ăn cơm với cá khô, chưa có nướng cá khô. Chưa nướng cá khô hả? Ôi ôi. Ôi nấu mà. Đã gì ngon vậy? Cà. Ông nấu cà. Nấu cà hả? Nồi cơm nhiêu đây thôi. Ừ. Rồi chồng của cô đâu? Kìa hả? Ông già kìa hả? À, nãy giờ con không thấy. Nãy ông còn ngồi ở đây nè. À vậy hả? Tối quá buồn không thấy. Chào chú nha. Cảm ơn. Dạ. Trời ơi. Chú vui không? Chú vui không? Chú thích không? Đồ này là cha hả? Dạ. Trời ơi. Cha. Cái tua bò này mà. Con. Dạ. Ôi, thôi con về nha cô chú nha. Bye bye cô nha. Dạ, bye bye. Rồi. Thôi đi đi anh. Dạ. À, bây giờ mình chia ra mình đi nha. Dạ. Anh va hướng bên này đi.
anh qua hướng bên này bắt hai hộ bên này, còn em qua bên hướng bên kia em bắt cái nữa cho nó xong, còn cái em chú kia thì ấy rồi. Đi được không? Rồi tối quá mà không có thấy đường gì hết luôn á cô chú anh chị. Rồi phải đi lặn lội, phải đi ra để bắt cho bà con, để cho kiếm cái ánh sáng cho bà con cô chú anh chị. Anh của Vương thì đi qua bên kia rồi để bắt cho bà con, tranh thủ bà con cho nó xong. Còn Vương đi bắt cho bà con phía bên này. Thì Vương cũng đi thì cũng rất là hồi hộp luôn, tại vì xung quanh đây này cô chú anh chị coi này, không có một cái ánh sáng nào luôn. Thì những cái ngôi nhà Vương bắt rồi kìa, thì nó có một cái ánh sáng để tối, để thăm nôm này kia nọ. Còn nhiều cái mà ánh sáng rất là ấy luôn. Và bây giờ là Vương đổi nô, là Vương phải băng lút tút ra ngoài phía bên kia Vương mới về. Và Vương sợ nhất là ổng đây là sợ mấy anh dài dài. Thì mình nói như vậy thôi, mình không có nói rõ cho cô chú anh chị nghe. Đó, thì mình nói chung là mình vô đây làm kỳ cấm nói tên những động vật ra cô chú anh chị. Và bây giờ Vương xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Vương nha. Và ngày hôm nay thì có hai vị mạnh thường quân tặng quà cho em. Và ngày hôm nay thì con cũng xin lỗi cô nha. Con không có mua, cô dặn cho con á, là mua cá khô tặng cho em và lương thực. Và thì em cũng nhờ bà con làng xóm ở đây, tại anh ở xa tới và Vương đi vác qua một cái số lượng pin năng lượng mặt trời á, thì Vương không có vác gạo và lương thực đi theo nữa. Thì của cô Thụy Sĩ, cô Diệu đang ở Thụy Sĩ, là muốn là gửi gắm cho em là 1 triệu. Yeah. Và mua lương thực cá khô. Thì hồi bữa là anh hỏi heo á, em thích nuôi heo đúng không? Dạ. Thì anh hỏi heo á là 300.000 một con thôi. Thì anh gửi cho em là 2 con. Là 600.000. 600.000 thì anh đưa luôn cho em á là 2 triệu. Là 1 triệu á là cho em để mua ăn uống nha. Rồi còn 1 triệu á là em để dành mua heo và mua cá khô này kia nọ. Nha. Đó. Và dưới lại cái số tiền của cô giấu tên 3 triệu. Thì tổng cộng là Vương sẽ đọc tên lại nha. Cô Diệu Đăng ở Thụy Sĩ 2 triệu. Và cô giấu tên 3 triệu nữa, tổng cộng là 5 triệu. Anh gửi cho em để cho em có một cái lộ phí. Số tiền 5 triệu này là cũng là một cái số tiền, nếu mà đối với tất cả mọi người thì Vương không biết như thế nào, thì đối với Vương và em thì cũng là một cái số tiền rất là lớn nha em nha. Rồi em nhớ là em giữ cái số tiền này cẩn thận và để làm ăn. Mình cũng lớn rồi, mình cũng có một cái suy nghĩ rồi, thì em cũng có mong muốn là nuôi heo nuôi gà này kia nọ, thì em bảo quản cho gà này kia nọ. Rồi cái số tiền á thì em có thể là em sửa chòi, mướn người sửa chòi thì làm này làm nọ thì nó rất là ok nha em nha. Thì Vương sẽ trao cho em luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tờ là trị giá là 5 triệu nha em nha. Đó, 5 triệu thì đây anh đưa cái này này, dây thun này cho em này. Thì em nhớ cất cẩn thận cái số tiền này một mình của em, thì em cất cẩn thận ngay chỗ nào đó cho nó yên tâm nha. Còn những cái số tiền kia rồi em tiêu xài sao rồi? Thì bây giờ là không có mua gì nữa đúng không? Trời ơi, mình phải ráng cố gắng mình mua, đừng có mà chừng nào mà hết đó mình bắt những cái con gà rồi mình bán mình ăn nha. Anh gửi cho em. Rồi bây giờ thì Vương sẽ đọc lại tên nha. Cô Diệu Đăng ở Thụy Sĩ 2 triệu và cô giấu tên 3 triệu nữa, tổng cộng là số tiền là 5 triệu. Thì em có một cái lời nói nào với cô Thụy Sĩ và cô giấu tên hay không?
Dạ con cảm ơn cô thầy sĩ và cô giáo tên rất là nhiều. Nha. Yeah. Ừ. Trời ơi, mình ráng cố gắng lên nha. Yeah. Thì em cũng rất là chịu cực chịu khổ và sống ở trong một cái bóng tối như thế này. Và bây giờ thì em cũng đã có một cái ánh sáng rồi, Quân rất là vui luôn. Và một lời nữa thì con cảm ơn cô Diệu đang ở thị sĩ rất là nhiều và cô giấu tên đã đồng hành với con, đã tặng cho em một cái số tiền. Rất là cảm ơn rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì chắc là Quân xin khép lại cái video. Thì mấy anh em của Quân thì cũng đã bắt hết cho tất cả bà con rồi, thì 7 cái đó. Thì bây giờ thì chắc là Quân xin khép lại cái video, Quân tranh thủ Quân ra khỏi núi và Quân về luôn. Thì mong cô chú anh chị và quý vị hãy để lấy cho Quân một like, một đăng ký và một cái chia sẻ nha, để cho Quân có một cái động lực Quân ra nhiều cái video để giúp đỡ cho bà con nghèo khổ và khó khăn, để cho bà con có nhiều cái ánh sáng, rồi nhiều kinh phí để cuộc sống trang trải qua nha cô chú anh chị. Và bây giờ thì Quân xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với Quân đi về. Nhưng mà chắc là cái đoạn đường đi vô thì cô chú anh chị cũng thấy rồi. Thì còn cái đi về thì Quân tranh thủ và Quân đi về thôi. Quân không có quay cho cô chú anh chị xem nha. Thì mình phải bắt buộc là mình phải đi ra ngoài đó lại nha cô chú anh chị. Và bây giờ thì tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.